quá nghèo đâu dám yêu em. Đời trắng tay mong ước chưa thành, cha mẹ già chưa cha yêu, anh còn một đàn em thơ, đâu có gì giữ được tình ta. Tôi cũng đành chôn kín trong tim để... Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em lại nhập một nô chép rời của Pioneer. Đó, một sản phẩm cực kỳ hay, bên em gọi nó là siêu phẩm. Đó, nhập về số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác chơi Tết nhá. Rồi thì thưa các bác, thì để em sẽ giới thiệu qua và đánh giá qua về cái chi tiết cái sản phẩm này. Thì đầu tiên thì là em nó được trang bị là mặt tròn này các bác này. Đó. Và mặt nhôm phay nhá các bác nhá. Nhôm phay nhìn rất là sáng và sắc sảo nhá các bác nhá. Rất là sáng và sắc luôn. Đó. Thì và cái chép bên trong của em nó chính là chép hỏa tiễn nhá các bác nhá. Đó, nhìn rất là gấu đúng không ạ? Đó, chép hình viên đạn đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Và nó có bốn cái con ốc mặt đằng trước để bắt cái con ốc này nó vào cái thùng loa. Thì gần đây chính là cái thùng loa này các bác này. Đó, nhìn rất là gấu luôn, đẹp. Khi mà các bác đặt lên trên một cái thiết bị âm thanh nhà gia đình, cảm giác nhìn cái nó rất là sang trọng và nổi bật nha các bác nhá. Đó. Và thưa các bác, thì đây chính là cái hàng nội địa của Nhật nha các bác nhá. Riêng cái sản phẩm này thì nó lại không bán tràn lan ra quốc tế, ra các nước. Nó chỉ sử dụng cho cái đất nước Nhật thôi. Thế nên bên em thì nó cũng có nhờ được người và xách tay về được số lượng. Thì cũng là muốn giới thiệu với các bác. Thì với cái dòng chép này, đó, về cái chất âm rất là tuyệt. Vì em nó cho cái tiếng chép rất là êm, không bị chói nha các bác nhé. Em đảm bảo với các bác nó không bị chói. Nó không bị chói đâu. Nên bên em vừa mới về cái sản phẩm này và bên em đã test đi test lại rất là nhiều. Em nghe cả buổi sáng luôn để xem là cái loa chép thì nó rất là phức tạp. Ví dụ cái loa chép mà nó bị chói như các bác nhé, các bác nghe lâu tầm một tiếng, kiểu gì các bác cũng bị kiểu như là nó cứ bị ung ung trong đầu, nghe cái óc của mình nó rất là khó chịu. Đó là cái chép mà nó bị chói tiếng, nghe khi các bác nghe cái đó thì rất là hại cho sức khỏe, rất hại cho sức khỏe luôn, rất hại cho bộ não. Thì với những cái dòng chép này, đó, người Nhật người ta làm thì các bác yên tâm luôn. Nó người ta đã tính toán về sức khỏe người sử dụng. Cho nên là cái tiếng chép này rất là êm, không bị chói, các bác yên tâm là nó không bị chói. Và bên em là bao test cho các bác một sử dụng một tuần đầu tiên. Đó, nếu như không hợp, không đúng với giới thiệu, các bác trả lại bên em và các bác không hề mất một cái bất kỳ một chi phí nào nha các bác nhé. Đó là một cái bên em là cam kết cho các bác là bao test cho các bác một tuần luôn. Chứ không phải là bao test lúc mà nhân viên bao điện giao hàng cho các bác, mà là em bao test cho các bác một tuần. Các bác sử dụng một tuần đầu tiên, nếu như nó không đúng như bên em giới thiệu, không hợp với cái dàn karaoke như các bác, thì bác trả lại bên em. Bên em lại chuyển khoản trả lại bác tiền. Đấy, bác yên tâm được cái điều như thế nhé. Thì đây chính là cái loa chép này. Và khi mà các bác mua cũng như là bao nhiêu đôi loa chép khác. Đó, ví dụ đây này, đống chép này là em đang xếp sẵn ra để chuẩn bị đóng hàng để gửi cho các bác này. Thì tất cả cái đôi loa chép kia em đều thêm dây cho các bác. Và đôi loa chép này vậy, em cũng đã thêm dây cho các bác. Rồi, em cũng thêm dây cho các bác để các bác về chỉ việc cắm vào âm ly luôn. Và thưa các bác, thì đây rất là nhiều bác hỏi em là thì cắm vào trực tiếp vào âm ly có sợ cháy không. Thì nói sợ cháy không sợ cháy thì cái này em không dám khẳng định. Bởi vì sao? Chúng ta sử dụng loa bát 40, bát 30 nó vẫn cháy bình thường đúng không ạ? Cái này thì nó rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy chập trong cái hệ thống âm thanh. Thì đây em đã cắm trực tiếp từ hai con dây này các bác này. Hai dây em cắm trực tiếp từ con này vào đẩy luôn này. Em cắm trực tiếp vào đẩy công suất luôn các bác này. Đó. Cắm trực tiếp vào đẩy công suất luôn. Em còn không sợ cháy mà đẩy của em là đẩy 600W trên một kênh. Đẩy 4 kênh mà em còn không sợ nó bị cháy, không bị làm sao. Thế là nó cháy hay không thì nó là do nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố nên chúng ta không thể tránh được. Đó, đúng không ạ? Cái rủi đó là cái rủi ro trong khi chúng ta làm nghe nhạc. Đó. Đây là đó là em giới thiệu qua về cái sản phẩm này. Vậy thì bây giờ thì em sẽ test cho các bác nghe chất âm của em này khi ghép với một đôi loa JB nhá. Đấy, loa JB là vốn dĩ nó đã tiếng rất là sáng rồi. Đó, rất là sáng rồi, mà khi mà em sẽ thử cho các bác là không có loa chép này
thì là cái kênh một này em đánh, đang đánh chế độ bananel là một là ra hai loa đó. Thì còn kênh C là em đang đánh là một đôi loa chép này đó. Thì các bác có thể là để ý cho em là em sẽ vặn từng kênh một, ví dụ vặn kênh này lên, vặn kênh này lên thì là em là đôi loa này, đôi loa DB. Còn vặn kênh C thì nó sẽ là loa này nha các bác nhé. Thì em sẽ test cho các bác là giữa không có loa này và có loa này thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Là chúng ta có thể nghe trực tiếp bằng tai luôn trên này, cũng test được luôn các bác nhé. Đó. Thì đây là em đang mở cả hai kênh. Đó, em mở cả hai kênh thì bây giờ em sẽ test cho các bác này. Đó. Lên rồi đúng không ạ? Bây giờ em vặn về hết nhá. Đó, ví dụ như là kênh B này. Đó. Là kênh hai loa này nhá bác nhá. Đó. Còn kênh C là kênh loa chép này. Đây em ạ. Đó. Đây là kênh loa chép nhá. Đó. Vậy thì bây giờ em sẽ test cho các bác là có loa chép và không có loa chép. Thì bây giờ em sẽ test là không có loa chép trước nhá. Yêu gọi sâu, phút chia tay rầu rầu, tiếc thương riêng mình biết, hoặc tiếng trong mắt nhau. Đây là không có loa chép nhá. Và bây giờ em sẽ vặn loa chép lên này. Rồi khi yêu thương đi vào khác luôn đúng không ạ? Đất trời vui chuyên mình, em vặn nó chép về này, em vặn nó chép về nhá. Đó, khang ngay. Cho nhau tương lai bao nhà. Tiếng khang ngay đúng không ạ? Lữ hành trên đường dài, cánh chim. Em vặn nó chép lên này. Mắt đi phương u hoài. Tiếng rất là êm luôn, các bạn yên tâm sử dụng nhá. Cuộc đời ai sống. Đó, thưa các bác, thì đó là em đã test cho các bác là nghe giữa có loa chép và không có loa chép. Nó đó là một cái điều chúng ta phân biệt rất là dễ dàng, đúng không ạ? Mặc dù là cái đôi JB này nó tiếng nó rất là sáng rồi, nó chép kèn tiếng rất sáng rồi, mà không có khi mà chúng ta mà chưa nắp vào ấy, nghe là bình thường. Mà khi mà chúng ta nắp cái đôi loa chép này vào và nghe, sau đó chúng ta tắt loa chép đi, nghe cái đôi JB nó rất là chán luôn. Đó. Thế nên hiện tại cái sản phẩm này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Thì các bác quan tâm vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp tới số 0978503822 để được nhân viên bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.